Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức mới. Và sau đây, chúng ta cùng điểm qua những thông tin ngày hôm nay quý vị nhé. Diệp Lang, tôi ước có sức khỏe để về nước thăm sân khấu, sống ở Mỹ nhưng tâm hồn nghệ sĩ luôn hướng về quê hương, nơi ông có nhiều kỷ niệm với cải lương. Năm 2005, năm, tôi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật sinh tử tại bệnh viện tim của Sài Gòn. Từ đó sức khỏe của tôi yếu và quyết định ngừng hát. Năm 2009, vợ tôi, Thu Phong vướng phải bệnh hiểm nghèo. Các con quyết định đưa bố mẹ sang Mỹ định cư, tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe của tôi yếu lắm. Tôi gần 80 tuổi, bị bệnh tim và chứng Parkinson khiến tay chân run, mắt hư một bên, đầu óc lúc nhớ lúc quên. Sứ lạ quê người, sống sao bằng nơi chôn nhau cắt rốn. Niềm vui lớn nhất của tôi và vợ nơi đây là được sống quê quần bên vợ chồng con gái và cháu ngoại. Các cháu còn nhỏ nên có ông bà ở bên càng quý. Tôi không muốn xa chúng, Tôi tha thiết mong được về quê thăm lại những nơi đã đi qua, nhất là Dạp Trần Hưng Đạo, nơi hồi nhỏ tôi đi hát với nhiều kỷ niệm gắn bó với sân khấu. Nhưng lực bất tòng tâm, gần 20 tiếng ngồi trên máy bay, tôi sợ mình không chịu nổi. Tôi đang cố gắng dưỡng bệnh để mong có dịp cùng vợ trở lại quê nhà. Mỗi khi nhớ sân khấu, tôi thường ngồi trên ghế ngoài sân, ca vài câu vọng cổ. Mấy năm trước, tôi và Ngọc Huyền tháng nào cũng thu tùng này, tùng kia Tôi cũng gọi điện cho Bảo Quốc ôn lại kỷ niệm một thời. Ở đây chúng tôi khó khi nào gặp nhau vì không biết nói tiếng Anh, không lái xe được, đi đâu cũng bất tiện. Tôi thích chơi cùng cháu ngoại bất cứ lúc nào thấy khỏe trong người. Lâu lâu tôi tản bộ để tinh thần thoải mái hơn. Sức khỏe của tôi không được tốt nên hạn chế đi diễn. Thỉnh thoảng tôi làm khách mời trong các live show của đồng nghiệp, đàn em, con cháu. Khán giả vẫn còn thương tôi lắm. Năm ngoái trong live show Hồng Nga, nghe nói có tôi tham gia nhiều người mua vé, sân khấu không đủ chỗ ngồi. Tôi phải chuẩn bị sức khỏe trước đó cả tuần để diễn. Tôi chỉ nhận vai nhẹ nhàng, còn kiều nhân vật đòi hỏi nội tâm, vũ đạo như hội đồng thăng trong vở đời cô lựu dễ làm tôi lên máu lắm, rất nguy hiểm. Làm sao để nghệ thuật cải lương cũng được người trẻ yêu quý, giữ gìn thì mới mong nghệ thuật này tồn tại được, đó là sự đau đáo của tôi. Nỗi buồn lớn nhất của tôi là ai thấy cái áo, cái nhà nào nhiều màu sắc, xên xua đều quy trục vào hai từ cải lương nếu nhiều người nhất là người trẻ chịu khó tìm hiểu học hỏi để có kiến thức về các môn nghệ thuật dân tộc trong đó có đơn ca tài tử và cải lương họ sẽ hiểu hơn và từ hiểu và yêu mới tìm cách giữ gìn như giáo sư trần văn khê từng nói như thế tôi nhớ lúc nhỏ tôi không thích đi hát vì nghề này toàn ngủ ở đình chùa ăn cơm chợ cha tôi một nghệ sĩ chơi đàn kìm khuyên tôi theo nghệ thuật cải lương vì theo ông nhất nghệ tinh nhất thần vinh Tôi theo cha đi hát đến khi ông chết, rồi gia nhập đoàn của má bảy, Phùng Há. Sau này, ông bầu phước soạn giả Nguyễn Huỳnh rất tôi vô đoàn của ông và đặt nghệ danh là Diệp Lang. Khi kép tránh của vở chiếc nhẫn kim cương bỏ tuồng, bầu phước đưa tôi vào thế vai và bắt học thuộc tuồng trong một đêm. Lần đầu tiên tên tôi có mặt trên bảng quảng cáo trước cửa rạp, lúc đó tôi 17 tuổi. Giờ thấy nghệ sĩ trẻ diễn hay, tôi mừng lắm. Còn thấy người diễn dở, diễn không tới, tôi vừa thương nghề vừa thấy buồn ngày trước ông nam châu nghệ sĩ nguyễn thành châu thấy tôi tập tuồng có dặn dò với ý rằng diễn viên cải lương tất nhiên cần diễn xuất nhưng khi cất tiếng hát đừng diễn quá nghệ thuật phải thật và đẹp câu đó theo tôi mấy chục năm nay nghệ sĩ diệp lang được biết đến là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tuy nhiên không phải ai cũng biết tử sử về nghệ sĩ này và sự nghiệp ra sao hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong chuyên mục bài viết dưới đây nhé Nghệ sĩ Diệp Lang sinh năm 1941 là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh lĩnh vực cải lương chính thì ông còn được tham gia các bộ môn nghệ thuật khác bao gồm điện ảnh, kịch nói, đạo diện, chỉ đạo nghệ thuật với hơn 20 năm đảm nhiệm vai trò là thành viên ban chấp hành hội nghệ sĩ sân khấu thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ Diệp Lang có tên thật là Dương Công Thuấn, sinh ngày 4 tháng 3 năm 1941, quê gốc của ông tại Bình Tiên, thị xã Sa Đéc. Tỉnh Đông Tháp. Từ khi lên 8 tuổi thì ông theo bố làm thầy đàn ba diệp cùng với đoàn cải lương Tam Phụng. Tuy nhiên, cha của ông không muốn nối nghiệp đàn bởi người đàn chỉ đứng sau cánh gà trên sân khấu, do vậy ông đã tìm thầy để dạy hát cho Diệp Lang và cho ông học đóng những vai phụ. Cho đến khoảng đầu thập niên 1950, tại dạp hát Nguyễn Văn Hảo và cũng là dạp công nhân ông tham gia vào buổi diễn diễn vở lớp sông danh, đoàn cải lương Kim Thoa đã bị ném lựu đạn. Cả hai người tại đoàn thiệt mạng cha con ông đã may mắn thoát chết tuy nhiên sau đó không bao lâu thì ông ba diệp mắc bệnh nặng và phải bỏ đoàn về quê và mất tại đây vợ con cái và các cháu quây quần nấu ăn mừng sinh nhật nghệ sĩ ông thổi nến vỗ tay hòa nhịp theo bài hát happy birthday Day. vợ diệp lang bà thu phong cho biết những năm qua sức khỏe của ông không tốt lúc nhớ lúc quên đi lại khó khăn nhưng chồng bà tự làm mọi việc không muốn phiền hà người thân thi thoảng hai vợ chồng đến thăm những đồng nghiệp cũ ở bang California, Mỹ, ôn kỷ niệm nghề ca cải lương. Hiện ông bị bệnh tim, vôi hóa mạch máu, phải uống thuốc hàng ngày. Ông còn mắc chứng Parkinson khiến tay, chân run rẩy. Định cư từ lâu ở Mỹ, Diệp Lang từng cho biết ông nhớ sản diễn trong nước. Có đêm tôi mơ thấy mình còn đi hát. Nhiều khi giật mình tỉnh giấc tưởng đang hát sai tuồng. Tôi vui nhất khi nghe tiếng vỗ tay khán giả và buồn nhất khi tấm màn nhung sân khấu khép lại ông nói cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại